Trong một tuyên bố, Thủ tướng Israel cho biết cuộc chiến vẫn tiếp diễn nhưng đã bắt đầu hồi kết đối với Hamas. Theo ông Netanyahu, mọi chuyện đã kết thúc và các tay súng Hamas nên đầu hàng. Ông cho biết thêm rằng vài ngày trở lại đây, hàng chục thành viên Hamas đã hạ vũ khí, đầu hàng lực lượng Israel. Trong khi đó, cánh vũ trang của phong trào Hamas cùng ngày tuyên bố sẽ không thả con tin nếu Israel không chịu đàm phán. Theo phía Hamas, Israel sẽ không thể giải cứu được bất cứ con tin nào trừ khi nước này tham gia vào các cuộc đàm phán về thỏa thuận trao đổi có điều kiện. Israel cho biết vẫn còn 137 con tin ở Gaza, trong khi các nhà hoạt động nói rằng khoảng 7.000 người Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Về phần mình, Thủ tướng Palestine khẳng định không chấp nhận việc loại bỏ Hamas bởi đây là một phần trong bản đồ chính trị và bản sắc của người dân Palestine. Đài truyền hình Al Jazeera dẫn lời người phát ngôn các lữ đoàn Al-Qassam của phong trào Hamas, Abu Ubaidah, khẳng định Israel sẽ không thể dùng vũ lực để giải cứu con tin và nhắc lại chiến dịch thất bại của Tel Aviv ở Khan Yunis hôm ngày 8 tháng 12 vừa qua. Người phát ngôn trên cũng tuyên bố trong 10 ngày qua, kể từ khi nối lại giao tranh, Hamas đã phá hủy một phần hoặc toàn bộ 180 xe chở quân, xe tăng và máy ủi của Israel.